thần cấp ở rể, diệp vô phong. chương 746, nội chiến ở cục Hồng Thuẫn. Du Kinh Hồng chỉ hờ hững nhìn anh ta, vậy ý của anh là muốn chúng tôi cứ phải ẩn nấp mãi sao? Lộc thâm lâm ho khan một tiếng, anh ta biết ban đầu chính mình là người nói không nên ẩn nấp, hiện tại cũng chính anh lại nói ngược lại, nhưng anh ta vẫn rất sợ nhà họ chịu phát hiện ra vị trí của họ. Trận chiến vừa rồi đã khiến anh ta rất sợ hãi, và anh ta không muốn trải nghiệm điều đó lần thứ hai, vì vậy anh ta thả kéo dài thời gian nhiệm vụ còn hơn làm bất kỳ điều gì nguy hiểm hơn. Anh ta vội vàng nói, tôi biết lúc đầu là tôi lỗ máng, tôi xin lỗi, nhưng bây giờ cô cũng biết rằng nhà họ triệu quả thực rất mạnh, chúng ta không thể luôn đối đầu trực diện với họ, và bây giờ cô lại đi quấy rối nhà họ triệu, thật là không có lý trí, dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến nhà họ triệu. Du Kinh Hồng thờ ơ nói, tôi biết, nhưng tôi muốn tính lãi một chút làm sao tôi không tính lãi được chứ bọn họ thật đáng hận la tử đàn và những người khác đều biết du kinh hồng đang nghĩ gì họ cũng biết bây giờ du kinh hồng đang chút cơn tức giận của mình họ đã ở tây sơn lâu như vậy nhưng vẫn không thể tạo ra bước đột phá trong nhiệm vụ tất cả mọi thứ đều vì sự rời đi của diệp vô phong mà diệp vô phong rời đi chính là vì sự kiêu ngạo của lộc thâm lâm bây giờ đối với bọn họ lộc thâm lâm chính là trở ngại trong việc hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ nếu không có lộc thâm lâm thì bọn họ sẽ không bị động như vậy bây giờ diệp vô phong đã bị ép đi lộc thâm lâm lại bắt đầu hành động như một con quỷ thậm chí chỉ tay vào hành động của họ còn yêu cầu họ làm một số việc không có khả năng hoàn thành lộc thâm lâm lạnh lùng nói tôi không quan tâm cô có tính lãi hay không hiện tại chúng ta đang ẩn nấp nếu vì hành động của cô mà bại lộ tôi sẽ báo cáo cấp trên xem xét vị trí đội trưởng của cô la tử đàn không thể chịu đựng được nữa anh ta khó chịu đối với Lộc Thâm Lâm, anh nói xong chưa, quyết định của đội trưởng chúng tôi đương nhiên là dựa vào suy nghĩ của đội trưởng, nếu như anh nghe không hiểu thì có thể coi như không nghe được, xem không hiểu thì cứ coi là không nhìn thấy đi. Lộc Thâm Lâm rất không vui nói, ý của anh là gì? Thái độ của anh có phải là đã đi quá xa rồi không? Anh muốn thoát khỏi cục hồng thuẫn như Diệp vô phong sao? La Tử Đàn thật sự không ngờ Lộc Thâm Lâm lại dùng chuyện như vậy để dọa mình, đột nhiên tức giận nói anh có biết anh đã làm chậm tiến độ nhiệm vụ của chúng tôi bao nhiêu ngày không? Diệp vô phong là đối tượng hợp tác của cục Hồng Thuấn chúng tôi ít nhất có thể cạnh tranh với nhà họ Triệu trong lĩnh vực thương mại thế mà bởi vì mấy câu của anh Diệp vô phong đã rời khỏi cục Hồng Thuấn dẫn đến tình cảnh hiện tại anh còn dám ở đây uy hiếp tôi sao? Lộc Thâm Lâm hét lên ý của anh là gì hả? ý này có nghĩa là nếu không có Diệp vô phong cục Hồng Thuấn của anh sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Nếu đúng như vậy, thì cục hồng thuẫn của anh còn có ích lợi gì? Tôi trực tiếp bảo Diệp vô phong hoàn thành nhiệm vụ là xong rồi. Audio điện tử võ tấn bền La tử đàn thật sự không ngờ lộc thâm lâm lại vô lý như vậy, anh ta cũng biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng là bởi vì hành động của lộc thâm lâm mà bọn họ mới lâm vào tình thế khó khăn này, thế mà lộc thâm lâm cũng không có ý thức được. Tự anh không nghĩ tới hả, nếu không có nước ngoài viện trợ chúng tôi có thể đối chiến với một đại gia tộc sao? Chúng tôi dựa vào cái gì hả? Đừng nói là tôi, không phải anh nói cục thanh tra quốc gia của anh rất mạnh sao? Vậy thì kéo cả cái cục thanh tra quốc gia ra xem có cách nào đối chiến với nhà họ triệu không? La Tử Đàn tức giận nói. Lộc Thâm Lâm càng tức giận, vậy là anh đang so sánh cục Hồng Thuẫn với cục thanh tra quốc gia sao? Anh không biết nhiệm vụ của cục thanh tra quốc gia A à khác với cục Hồng Thuẫn sao? giải quyết nhà họ triệu là nhiệm vụ của cục hồng thuấn các anh nhiệm vụ của cục thanh tra quốc gia không có cái này đường gân trên trán la tử đàn lộ ra vậy thì anh im miệng cho tôi cả la tử đàn và lộc thâm lâm đều như sắp đánh nhau nếu không phải còn chút lý trí la tử đàn thật sự muốn bắn chết tên lộc thâm lâm này đúng là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển ngay khi hai người đang nhìn nhau chằm chằm du kinh hồng tháo súng bắn tỉa ra thờ ơi nhìn họ các người xong chưa lộc thâm lâm khịt mũi thân là đội trưởng mà không quản giáo cấp dưới đàng hoàng tôi thực sự nghi ngờ năng lực đội trưởng của cô đấy la tử đàn giơ khẩu súng lục lên định đối mặt với lộc thâm lâm thì du kinh hồng lạnh lùng nói la tử đàn anh định để tôi đuổi anh ra phải không la tử đàn tức giận cất khẩu súng lục đi sau đó xấu xa nhìn lộc thâm lâm anh ta biết du kinh hồng tuy rằng ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng càng như thế thì cô ta lại càng đang tức giận Lộc thâm lâm chỉ khinh thường nhìn la tử đàn, còn du kinh hồng thì đến trước mặt lộc thâm lâm, tôi đã nghĩ ra một cách làm cho sinh khí của nhà họ triệu bị tổn thương nặng nề, nhưng một người cần phải hy sinh. Lộc thâm lâm khó hiểu nhìn du kinh hồng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt rất bình tĩnh của du kinh hồng, anh ta nhanh chóng nói, vậy cô mau nói đi, cách cô nghĩ là gì? Du kinh hồng đột nhiên nở nụ cười, anh đến nhà họ triệu, đối chiến với nhà họ triệu. Chỉ cần bọn họ giết chết anh, vậy thì chúng tôi có lý do xuất quân rồi. Lộc thâm lâm kinh hãi nhìn Du Kinh Hồng, sau đó gầm lên, cô điên à, đây là cách cô nghĩ sao? Cô có biết tôi là ai không? Để tôi chết ở Tây Sơn, toàn bộ đội của cô cũng sẽ không còn nữa đâu. Du Kinh Hồng cười nói, đội của chúng tôi tan rã thì tan rã, nhưng ít nhất có thể hoàn toàn bóp chết nhà họ triệu. Đến lúc đó, cùng lắm là tôi bị xử phạt thôi, hoặc sẽ bị cách chức đội trưởng, nhưng điều này đối với tôi không quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh vài thứ thì tính là gì đâu chứ. Đương nhiên Lộc Thâm Lâm sẽ không muốn làm chuyện này, anh ta vội nói các người đều điên rồi, các người đều điên rồi. Anh ta cố gắng kiềm chế, nhanh chóng rút lui trở về phòng của mình, còn Du Kinh Hồng thì lập tức dập tắt nụ cười của mình và nhìn La Tử Đàn. La Tử Tuyền cúi đầu, có chút xấu hổ. Du Kinh Hồng thở ơ nói, tôi không muốn nhìn thấy loại chuyện này lần thứ hai, dù ghét người kia đến đâu, nhưng anh ta là người của cục thanh tra quốc gia, mà súng của chúng ta chỉ có thể dùng để đối đầu với kẻ thù, không phải chống lại đồng nghiệp của chúng ta. Những người khác đều gật đầu, lúc này sắc mặt của Hồng Á Phương rất tệ, như sắp ngã xuống đất, sắc mặt của Hồng Á Phương càng ngày càng trở nên khó coi. Tất nhiên dù Kinh Hồng đã phát hiện ra điều này, nhưng Hồng Á Phương vẫn khăng khăng muốn làm việc riêng của mình nên cô ta cũng không nói gì cả. chương 747, Phân công hợp tác nhưng bây giờ nhìn thấy Hồng Á Phương dựa vào tường, Du Kinh Hồng lập tức biết rằng vấn đề này có chút nghiêm trọng. Cô ta vội vàng nói, là tử đàn, anh đưa Hồng Y Phương đến bệnh viện đi, không cần xử lý chuyện ở đây, tôi sẽ tạm thời thu hút người của nhà họ triệu qua đây. Là tử đàn lúc này mới gật đầu, biết rồi, anh ta bế Hồng Á Phương bước ra ngoài. Du Kinh Hồng nói, trong khoảng thời gian Hồng Á Phương nằm trong bệnh viện, chúng ta không thể cho nhà họ triệu biết tung tích của chúng ta, và tôi sẽ yêu cầu bên cục Hồng Thuẫn thay đổi thông tin danh tính của Hồng Á Phương, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, sẽ không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ, dù sao tất cả chúng ta đều đã từng xuất hiện, bọn chúng đã biết chúng ta trông như thế nào rồi." La Tử Nghiệp cười nói, "Lão đại, giao nhiệm vụ bắn tỉa cho tôi đi." Dù tôi biết thực lực của cô mạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng việc chỉ huy trận chiến phải luôn dựa vào cô. Su Kinh Hồng thở ơ nói, "Chúng ta đừng nói đến loại chuyện này." ít nhất anh cần biết rằng tất cả tình huống hiện tại đều không tốt cho chúng ta, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, đừng để bị mắc bẫy. La Tử Nghiệp tự tin nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không bị bắt. Du Kinh Hồng nói, đừng có mạnh miệng về loại chuyện này, vì hôm nay lính bắn tỉa đã bị tôi giết chết, tôi nghĩ nhà họ Triệu sẽ bố trí thêm vệ sĩ đi tuần tra, xung quanh sẽ có mấy trạm gác ngầm, chuyên môn để bắt anh đấy. La Tử Nghiệp gật đầu, tôi hiểu rồi, đừng lo lắng sau đó du kinh hồng mới giao nhiệm vụ cho la tử nghiệp còn cô ta đi ra ngoài một mình không có người nào bên cạnh lạc nham đã hy sinh ở liêu tây bên cục hồng thuẫn vẫn không phân công bất cứ ai qua đây thế mà lúc này yến phi cũng đã hy sinh bên cạnh cô ta cũng chỉ còn ba người mà thôi điều quan trọng nhất là họ đã thê thảm thế này rồi kết quả lại còn có một tên lộc thâm lâm chỉ tay năm ngón hết lần này đến lần khác phá vỡ kế hoạch của họ thậm chí còn có thể đe dọa tính mạng của họ Tất cả những điều này là lý do tại sao cả nhóm của họ đang gặp khó khăn, và bây giờ cô ta không có nhiều kiên nhẫn để chơi với lộc thâm lâm nữa. Cô ta biết suy nghĩ của một số người ở trên, chính là muốn kiềm chế sự phát triển của cục hồng thuẫn, vì sợ rằng nếu cục hồng thuẫn phát triển sẽ trở thành vũ khí ma thuật bất khả chiến bại cho người lãnh đạo tối cao. Nhưng dù Kinh Hồng không muốn để ý đến tất cả những điều này, dù sao thì cô ta cũng biết nhiệm vụ của mình, biết sứ mệnh của mình, lý do khiến cô ta sẵn sàng trở thành thành viên của cục hồng thuẫn không phải vì mưu đồ tôi lừa anh gạt của cấp trên mà là vì cô ta thực sự có một sứ mệnh vinh quang trên người chỉ cần có sứ mệnh như vậy cô ta tin chắc mình có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ du kinh hồng biết rằng đội của họ đang ở trong một giai đoạn rất khó khăn và nếu họ muốn phá vỡ tất cả những điều này thì phải có một điểm đột phá điểm này nhất định phải do lộc thâm lâm tự mình đột phá tất cả những gì cô ta có thể làm là quấy rối người của nhà họ Triệu, để nhà họ Triệu không có được điều họ muốn một cách dễ dàng. Về phần người của tổ chức khác, cô ta phát hiện từ cuộc chiến lần trước thì đối phương đã biến mất, nên cô ta cảm thấy áp lực của mình đã giảm đi một nửa. Cô ta thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài, bây giờ mỗi người đều có nhiệm vụ, và họ phải chạy đua với thời gian. Sau khi Lộc Thâm Lâm đi ra khỏi phòng, phát hiện chỉ còn lại một mình mình, anh ta rất khó chịu, vẻ mặt ảm đạm nói đúng là không để tôi vào mắt ra ngoài làm gì cũng không thèm nói với tôi anh ta tức giận quay về phòng cất khẩu súng lục vào lưng rồi bước ra ngoài sau khi la tử nghiệp đến nhà họ triệu trực tiếp tìm một nơi rất thích hợp để bắn tỉa nhưng anh ta không ra tay ngay từ đầu mà là quan sát hoàn cảnh xung quanh đây là tính cảnh giác của một người bắn tỉa anh ta cảm thấy nơi này hình như là rất nhiều chỗ khác nhau ít nhất theo anh ta thấy là rất nguy hiểm có rất nhiều vệ sĩ tuần tra theo dõi tình hình bên ngoài rất chặt chẽ. La Tử Nghiệp mỉm cười, quả nhiên như đội trưởng đã nói, xung quanh đều có hàng phòng thủ được củng cố, nhưng dù vậy, các người nghĩ thực sự có thể bắt được tôi sao? Anh ta bắt đầu tìm kiếm những tay súng bắn tỉa của nhà họ Triệu, anh ta biết rằng nhà họ Triệu chắc chắn đã bố trí những tay bắn tỉa mới trên đó, và việc anh ta phải làm là phải giết những tay bắn tỉa đó trước để thu hút sự chú ý của nhà họ Triệu sau đó để Du Kinh Hồng có thêm chỗ để xoay chuyển. Du Kinh Hồng chắc hẳn đã tìm ra cách đối phó với chuyện này, cho nên anh ta hoàn toàn tin tưởng vào những gì Du Kinh Hồng đã làm. Bất kể Du Kinh Hồng làm gì, anh ta đều tin tưởng vô điều kiện. Bên kia, Lộc Thâm Lâm lúc này đã tới cửa nhà họ Triệu, thấy nhà họ Triệu hình như không có chuyện gì, vì thế liền xoay người bước ra ngoài nhưng mấy tên vệ sĩ ở cửa cũng không định để lộc thâm lâm rời khỏi nơi này dễ dàng như thế nếu đã tới đây xem thì tất nhiên là có chuyện bộ dạng lén lút này thu hút sự chú ý của bọn họ là chuyện bình thường la tử nghiệp lộ vẻ kinh ngạc tên khốn kiếp này sao lại ở đây hắn đến nhà họ triệu vào lúc này để tìm cái chết sao anh ta đã nhìn thấy lộc thâm lâm bị vệ sĩ chặn ở cửa anh ta hít một hơi thật sâu biết rằng chuyện này hỏng bét rồi Quan trọng là anh ta biết lộc thâm lâm nhất định sẽ mang theo súng lúc, mà một khi để vệ sĩ biết anh ta mang theo súng lục, vậy thì mọi chuyện không thể đơn giản được nữa. Lộc thâm lâm nhất định sẽ bị bắt. Anh ta chĩa súng bắn tỉa vào vài vệ sĩ và hít một hơi dài, đúng là thích rước lấy phiền phức cho chúng tôi. Việc bị vệ sĩ chặn lại khiến lộc thâm lâm rất căng thẳng, anh ta hỏi anh muốn làm gì. Vệ sĩ thờ ơ nói, chuyện này phải là tôi hỏi anh đấy, đây là lãnh địa của nhà họ triệu, anh đến đây làm gì? Lộc thâm lâm vội vàng nói, tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Vài tên vệ sĩ nhìn nhau, lục soát người anh ta. Lộc thâm lâm nghe vậy liền sửng sốt, các người làm vậy là phạm pháp đấy biết không? Nhưng mấy vệ sĩ đã bắt được anh ta, một trong những vệ sĩ đã nhìn thấy khẩu súng lục sau thắt lưng của anh ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay khi người vệ sĩ chuẩn bị rút vũ khí ra, một viên đạn trực tiếp găm thẳng vào đầu hắn. Các vệ sĩ khác vô cùng khiếp sợ, cũng không để ý đến lộc thâm lâm, họ lấy vũ khí ra và nhanh chóng tìm chỗ nấp. Thật đáng tiếc là họ vẫn bị bắn chết, và cuối cùng chỉ có một trong bốn vệ sĩ sống sót. Các nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ vô cùng kinh ngạc, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, sao bên ngoài lại có lính bắn tỉa, hơn nữa tay bắn tỉa này thật sự rất mạnh. Tốc độ bắn rất nhanh, quan trọng nhất là với tốc độ nhanh như thế mà vẫn có thể giết chết mấy tên vệ sĩ không trượt phát nào. chương 748, La Tử Nghiệp gặp chuyện. Nhưng La Tử Nghiệp biết vị trí của mình đã bị bại lộ, nếu không phải có lộc thâm lâm thì bây giờ anh ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không rời đi, anh ta sẽ những người của nhà họ triệu bao vây, anh ta vẫn biết rõ điều này. Nhưng anh ta cũng biết nếu bây giờ rời đi, lộc thâm lâm nhất định sẽ bị bắt, anh ta nghiến răng kiểm tra lại toàn bộ trang bị, biết lần này chỉ sợ sẽ lành ít giữ nhiều. Tên khốn lộc thâm lâm, nếu không phải thuộc về cục hồng thuẫn, tôi đã mặc kệ anh rồi. Mặc dù La Tử Nghiệp rất ghét Lộc Thâm Lâm, nhưng anh ta biết nhiệm vụ của mình bây giờ là bảo vệ Lộc Thâm Lâm. Nếu như Lộc Thâm Lâm thật sự chết ở Tây Sơn thì toàn bộ đội bọn họ sẽ bị liên lụy, anh ta biết rất rõ chuyện này, cho nên trước tiên chỉ có thể bảo vệ Lộc Thâm Lâm, về phần an toàn của bản thân, đương nhiên sẽ để sau. Lúc này Lộc Thâm Lâm nhìn thấy những người xung quanh đang trốn đi, cũng biết gần đó có người đang bảo vệ mình nên vội vàng chạy ra ngoài, những vệ sĩ đang trốn nhìn thấy lộc thâm lâm chạy trốn lập tức lấy súng ra họ muốn giết chết lộc thâm lâm chỉ là khi bọn họ ló đầu ra viên đạn đã ngay lập tức xuyên qua đầu khiến bọn họ không kịp phản ứng còn chưa kịp nổ súng tất cả mọi người nhất thời có chung suy nghĩ bọn họ biết nếu ra tay vào lúc này nhất định sẽ bị bắn chết nhưng tình huống ở đây nhanh chóng bị quản gia tần biết được ông ta nghiến răng nghiến lợi nói các người đúng là đồ ngốc không biết cùng nhau xông lên sao nếu đã biết vị trí của hắn thì mau giết chết hắn đi một đám vệ sĩ sau khi nghe thấy lời này liền xông tới là tử nghiệp chỉ có thể không ngừng nổ súng khi nhìn thấy cảnh tượng này anh ta biết lộc thâm lâm vẫn chưa rời khỏi nơi này cho nên trước tiên anh ta chỉ có thể ở lại chỗ này để thu hút các sự chú ý của tất cả các vệ sĩ chỉ có để lộc thâm lâm rời khỏi nơi này an toàn anh ta mới có thể nghĩ cách trốn đi được anh ta lấy điện thoại di động ra nhìn bản đồ phía trên đó gần đó không có chỗ nào để anh ta ẩn nấp bắn tỉa, ngoại trừ cái cây nơi anh đang ngồi, những nơi khác đều trống trải, nếu có một cuộc chiến bắn tỉa, anh ta rất dễ bị phát hiện. Trong trường hợp đó, súng tiểu liên sẽ tốt hơn súng bắn tỉa. Chỉ là anh ta vẫn cố chấp, anh ta biết bước chân của đối phương đang nhanh chóng tới gần mình, mặc dù đã bắn chết hơn chục tên vệ sĩ, nhưng những tên vệ sĩ này dường như không sợ chết mà xông tới cây đại thụ. La Tử Nghiệp biết bây giờ anh ta khó có thể đột phá vòng vây, nhưng anh ta biết hiện tại phải đảm bảo an toàn cho Lộc Thâm Lâm, cho nên ánh mắt vẫn luôn rơi vào Lộc Thâm Lâm, mãi đến sau khi Lộc Thâm Lâm thật sự rời khỏi nơi này, anh ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ta biết hiện tại có hơn chục tên vệ sĩ tới tìm mình, nhưng anh ta không lo lắng chút nào, bởi vì anh ta biết hiện tại kết cục đã không có gì tốt rồi. Anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng lúc này đang đi trên đường, cô ta muốn tìm chỗ đột phá lúc này cuộc điện thoại của la tử nghiệp khiến cô ta có chút tò mò tình hình thế nào du kinh hồng cau mày la tử nghiệp cười nói lão đại tôi còn tưởng cô sẽ không nghe điện thoại chứ nói gì thì nói đi du kinh hồng thờ ơ nói không có gì to tát tôi chỉ muốn nói cho cô biết số tiền lương trước đây của tôi phiền cô giúp tôi chuyển cho người nhà của tôi xem ra tôi không thể tiếp tục kề vai chiến đấu với cô được rồi nhưng chúng ta đã ở gần nhau lâu như vậy rồi rồi cũng không hối tiếc chút nào la tử nghiệp nói với một nụ cười nhưng giọng anh ta có chút nghẹn ngào vẻ mặt du kinh hồng thay đổi anh đang ở đâu la tử nghiệp nói đừng đến đây không kịp đâu nơi này đã có người vây quanh bọn họ đã ở phía dưới tôi rồi du kinh hồng nghiến răng cô ta vừa vội vàng chạy đến nhà họ triệu vừa nghe điện thoại cô ta biết nơi này cách nhà họ triệu một quãng đường dài nhưng ít nhất cô ta muốn cố gắng hết sức để cứu la tử nghiệp la tử nghiệp nhìn vệ sĩ ở phía dưới một tay cầm điện thoại di động một tay không ngừng bắn xuống dưới khi còn lại viên đạn cuối cùng anh ta cất khẩu súng lục lấy khẩu súng bắn tỉa ra và bắn vào tên vệ sĩ bên dưới tuy nhiên những tên vệ sĩ bên dưới cũng lần lượt rút súng lục ra liên tục bắn về phía anh ta những viên đạn vẫn tiếp tục lướt qua người anh ta nhưng anh ta không hề hoảng sợ chút nào anh ta chỉ cố gắng hết sức để giết kẻ thù, về phần an nguy của bản thân, anh ta đã bỏ qua, bởi vì anh ta biết rằng mình không có cách nào thoát khỏi những người này, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ trong nhà họ Triệu đang theo dõi anh ta, chỉ cần anh ta đột phá vòng vây của những vệ sĩ này, đối phương sẽ ra tay ngay lập tức. Anh ta nghiến răng, nhưng vẫn giả vờ thoải mái nói với Du Kinh Hồng, "Đội trưởng, đừng lo lắng, ít nhất tôi không hối hận và tôi rất hạnh phúc, tôi rất vui khi có thể làm việc dưới trướng của cô." cô cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi tốc độ của du kinh hồng không ngừng tăng lên khi đến đường quốc lộ cô ta trực tiếp ngăn một chiếc xe tài xế đạp phanh khẩn cấp vươn đầu nhìn du kinh hồng tuy rằng choáng váng trước vẻ đẹp của du kinh hồng nhưng anh ta vẫn giả bộ tức giận nói cô đang muốn chết sao nếu tôi không dừng kịp thì cô xong đời rồi đấy xuống xe du kinh hồng đi tới lãnh đạm nhìn tài xế Tài xế bối rối nhìn Du Kinh Hồng, cô bị điên à? Du Kinh Hồng lấy ra khẩu súng lục chỉ vào người tài xế, tài xế khó hiểu nhìn cô ta, dù sao thì một người bình thường đoán chừng cả đời này cũng chưa nhìn thấy một khẩu súng thật. Vì vậy, hành động của Du Kinh Hồng chỉ là một trò đùa nhàm chán trong mắt người lái xe, thậm chí anh ta còn muốn tìm xem có máy quay nào xung quanh hay không. Nhưng anh ta sớm phát hiện ra rằng không có camera nào cả anh ta nhìn Du Kinh Hồng với một nụ cười khó hiểu, máy quay của các người ở đâu thế? Tôi không hiểu cô đang làm gì nữa. Du Kinh Hồng chỉ thờ ơ chĩa khẩu súng lục vào cửa sổ bên cạnh mà bắn. Bùm! Cửa sổ xe bật mở, người lái xe nghe thấy tiếng súng ở cửa ly gần, đương nhiên là giật mình hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ, cuối cùng cũng biết tính mạng của mình bị đe dọa, anh ta vội vàng xuống xe. Du Kinh Hồng lúc này cũng không quan tâm lắm, lái xe thẳng đến nhà họ triệu, cô ta đã mất hai đồng đội của mình rồi, cô ta không muốn là tử nghiệp chết dưới tay mình, thật sự rất tàn nhẫn. chương 749, trở thành người thực vật. Là tử nghiệp nghe thấy tiếng xe, cười nói, lão đại, tôi không nhìn lầm người mà. Nếu sau này có cơ hội, tôi vẫn nguyện ý làm lính của cô. Bùm! Một viên đạn xuyên thẳng vào cổ tay anh ta, chiếc điện thoại của anh ta rơi xuống đất, vỡ tan tành. Là tử nghiệp chỉ thờ ơ nhìn người bên dưới, rồi lại chĩa súng bắn tỉa vào một vệ sĩ mà bắn. Đương nhiên anh ta cũng biết vòng vây mình có thể né tránh càng ngày càng nhỏ, hiện tại tất cả vệ sĩ đều vây quanh anh ta dưới tảng cây, anh ta không có cách nào nhúc nhích được. Tất cả những gì anh ta có thể làm bây giờ là giết thêm một người nữa trước khi chết. Bùm! Vừa bắn chết một tên vệ sĩ, một tên bắn tỉa trực tiếp bắn qua vai anh ta, anh ta loạn trọng sắp ngã xuống, cách mặt đất hơn 10 mét, ngã xuống có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ, anh ta không sợ chết, nhưng vẫn có khát vọng sống sót mãnh liệt, nên dù không dùng tay được, anh ta vẫn cố gắng tựa mạnh đầu vào thân cây để không bị ngã từ trên cây xuống. Chỉ là, phương pháp này chỉ làm chậm thời gian chết của chính mình, anh ta biết cuối cùng cũng không thoát chết dưới tay những người này. Khẩu súng bắn tỉa cũng rơi xuống đất, anh ta không còn sức chiến đấu với những người bên dưới, thậm chí còn không cầm được khẩu súng lục mà anh đã chuẩn bị cho mình. Hai bàn tay của anh ta đều đã bị phế bỏ. La Tử Nghiệp mỉm cười, anh ta nhìn lên bầu trời, đúng lúc này, một viên đạn bắn thẳng qua người anh ta, anh ta loạn choạng ngã xuống, va chạm liên tục vào cành cây, cuối cùng lộn nhào ngã xuống đất. Lúc này, đám vệ sĩ xung quanh đều vây quanh, bọn họ đều rất cao hứng, bởi vì từ trước đến giờ địch nhân cứ ở mãi bên ngoài, rốt cuộc cũng bắt được một người. Ít nhất thì đây là một bước đột phá. Nhưng quản gia tần lúc này đã vội vàng đi tới, khi nhìn thấy la tử nghiệp đã biến dạng không thể nhận ra ông ta đột nhiên hít một hơi thật sâu hắn còn sống không tôi không biết nhưng có thể cứu thử có lẽ có thể cứu được đấy một vệ sĩ trả lời quản gia tần lãnh đạm nói đây là kẻ thù tại sao chúng ta phải giải cứu hắn chứ như vậy không phải quá ngu ngốc sao cứ giết hắn đi một tên vệ sĩ lập tức lấy khẩu súng lục của mình ra chĩa vào đầu la tử nghiệp anh ta có chút không chắc liệu la tử nghiệp đã chết chưa nhưng nếu muốn chắc chắn rằng la tử nghiệp đã chết thì anh ta cứ bắn tiếp thôi chỉ là kẻ thù mà thôi nhưng đúng lúc này một người đi ra lãnh đạm nói đừng bắn lão mộ nói giữ người này lại nghe xong quản gia tần cao mày quay đầu nhìn diệp vô phong ý của cậu là gì cậu có biết đây là kẻ thù của chúng ta không cậu muốn bao che cho kẻ thù này sao diệp vô phong thờ ơ nói ông lầm rồi tôi không phải tới cứu người tôi chỉ đang truyền đạt ý của lão mộ thôi lão mộ muốn làm gì, đây chỉ là kẻ địch, hắn đã giết rất nhiều anh em của chúng ta. Nếu hắn không chết, làm sao tôi có thể ăn nói với bọn họ chứ? Diệp vô phong chỉ nhún vai, tôi chỉ truyền đạt ý tứ của lão mộ, ông muốn làm gì là việc của chính ông, tôi nói xong rồi, đi đây. Quản gia tần không ngờ Diệp vô phong lại lưu manh như vậy, nhưng nhìn thấy Diệp vô phong thật sự rời đi, ông ta hít sâu một hơi, vẻ mặt ảm đạm. Suốt cuộc đang làm cái quỷ gì thế? lão mộ rõ ràng sẽ không quan tâm nhiều chuyện như vậy. Tại sao lúc này lại muốn đi cứu kẻ thù, quản gia tần rất bối rối. Nhưng ông ta cũng biết nếu thật sự là mệnh lệnh của lão mộ, ông ta chỉ có thể thi hành, về phần làm cái gì, cũng không phải là chuyện ông ta có thể nghĩ tới. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem đây là lời lão mộ nói, hay là chính Diệp vô phong đang mượn danh nghĩa để bao che kẻ địch. Nhưng sau khi nghĩ lại, Diệp Vô Phong chắc sẽ không đến mức hãm hại ông ta, bởi vì chỉ cần gọi điện thoại là có thể hỏi được loại chuyện này rồi mà. Cuối cùng ông ta cũng nhìn về phía vệ sĩ bên cạnh, tìm bác sĩ qua đây, có thể cứu được thì cứu, nếu không được thì cứ để ở đây. Mặc dù sau khi nghe lời này, người vệ sĩ tỏ ra rất miễn cưỡng, nhưng anh ta vẫn làm theo lời của quản gia tần. Quản gia tần mặc kệ là tử nghiệp, nhanh chóng đi theo Diệp Vô Phong, chặn Diệp Vô Phong lại, cậu thật sự muốn đối đầu với tôi sao? diệp vô phong nhìn quản gia tần cười nói tôi không biết ông nói như vậy là có ý gì có ý gì sao không biết sao ngay từ đầu cậu đã có ý kiến với tôi rồi tôi thật sự không nên để cậu tới nơi này quản gia tần lúc này đã vô cùng hối hận nếu như ông ta sớm biết sẽ có nhiều chuyện như vậy ông ta sẽ không cho diệp vô phong vào nhà họ triệu rồi nếu như diệp vô phong không đến nhà họ triệu thì sẽ không có tiểu quản gia như vậy lắc lư ở trước mặt ông ta mặc dù biết thân phận của mình sẽ không bị uy hiếp nhưng ông ta vẫn thấy rất chướng mắt diệp vô phong lúc này mới tỏ vẻ vô tội tôi thật sự không biết mình đã làm sai cái gì nếu tôi thật sự làm sai ông cứ nói thẳng tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận nhìn thấy biểu hiện của diệp vô phong quản gia tần lập tức tức giận nhưng ông ta cũng không thể biết diệp vô phong đã làm gì ông ta biết mình đã đuối lý khi bắt kẻ đột nhập ông ta đúng là muốn giết diệp vô phong lúc đó diệp vô phong đã hình thành mối hận thù với ông ta ông ta đương nhiên biết chuyện này cho nên cũng không nói ra được diệp vô phong cười nói nếu như không có việc gì tôi đi về trước đây quản gia tần nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng cũng không nói nhiều lời chỉ có thể căm hận rời khỏi nơi này trong bệnh viện gần nhà họ triệu diệp vô phong đang đứng bên cạnh la tử nghiệp trong khi la tử nghiệp đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền Tất cả vết thương đều đã được xử lý, có thể coi như đã được cứu mạng, nhưng bác sĩ cũng nói muốn tỉnh lại còn phải phụ thuộc vào vận may. Nói cách khác, bây giờ La Tử Nghiệp có thể trở thành một người thực vật. Nhìn La Tử Nghiệp một cách đầy xúc động, anh biết bây giờ La Tử Nghiệp đã trở nên như thế này, bên cạnh Du Kinh Hồng càng có ít người hơn. Cả đội của cục Hồng Thuẫn đã mất hơn phân nửa như thế này. Các người có hơi quá nực cười không? Thực lực của các người không chỉ có vậy mới đúng. Diệp Vô Phong bất lực nói, chỉ là bây giờ La Tử Nghiệp không thể nghe thấy anh nói gì. Diệp Vô Phong nhanh chóng rời khỏi nơi này, Du Kinh Hồng lập tức đến nơi, nhìn thấy La Tử Nghiệp, cô ta hít sâu một hơi. La Tử đàn vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy em trai mình đã trở nên như thế này, anh ta nắm chặt tay lại. Chương 750, điều kiện trao đổi. Du Kinh Hồng lạnh nhạt nói, chăm sóc anh ấy thật tốt, bác sĩ nói anh ấy có thể còn tỉnh lại. La Tử Đàn rất tức giận nhìn Du Kinh Hồng, "Tôi không muốn biết nhiều chuyện như vậy, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, bây giờ nhà họ Triệu đã biến em trai tôi thành thế này, chúng ta có nên tấn công nhà họ Triệu không?" Du Kinh Hồng thờ ơ nói, "Hiện tại anh làm chuyện như vậy có ý nghĩa gì chứ?" "Có," La Tử Đàn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ít nhất tôi có thể cho bọn họ biết kẻ nào bắt nạt em trai của tôi thì nhất định sẽ chết." Du Kinh Hồng biết La Tử Đàn đã không còn lý trí cô ta không đủ tư cách để nói nhiều như vậy nhưng cô ta vẫn quyết định ngăn chặn hành vi của la tử đàn anh có biết em trai của anh đã nói gì không trước khi thành ra như vậy anh ấy đã gọi điện cho tôi chỉ vì sợ anh sẽ sẽ kích động thế này anh ấy nói muốn báo thù cho anh ấy thì cần bình tĩnh lại du kinh hồng lạnh lùng nói thực ra những gì cô ta nói là do chính cô ta bịa ra chỉ là hiện tại điều quan trọng nhất là phải ổn định cảm xúc của la tử đàn còn lại mọi chuyện đều có thể tính sau. La Tử Đàn nghe vậy thì lắc đầu, làm sao tôi có thể bình tĩnh chứ? Đây là em trai của tôi, em trai tôi đã trở thành như thế này, cô bảo tôi bình tĩnh lại ư? Nếu là cô thì cô có làm được không? Du Kinh Hồng nhìn La Tử Đàn, La Tử Đàn nhanh chóng phản ứng, anh ta quên rằng Du Kinh Hồng còn một em trai đã chết dưới tay kẻ thù. Lúc trước khi thấy kẻ thù đã ở ngay trước mặt mình, Du Kinh Hồng đột ngột thả kẻ thù này đi để không ảnh hưởng đến tiến độ của toàn bộ nhiệm vụ. Ban đầu có rất nhiều tin đồn về chuyện này, một số người nói rằng Du Kinh Hồng rất tàn nhẫn, trong khi những người khác lại nói rằng cô ta rất bình tĩnh và tố chất tâm lý rất tốt. Chỉ những người thân quen với Du Kinh Hồng mới biết được rằng lúc đó cô ta đã phải quyết tâm đến mức nào. Ai cũng biết khi nhiệm vụ kết thúc, cô ta đánh đuổi kẻ thù từ đông sang tây, cuối cùng giết chết kẻ thù trên thuyền buôn lậu. Chỉ là chuyện này rất ít người biết, những người biết chuyện đều biết rằng nếu Du Kinh Hồng phát điên, không ai có thể ngăn cản cô ta được. La Tử Đàn im lặng, lúc này Du Kinh Hồng lại rửng dưng nói, hãy lạc quan lên, đừng để La Tử Nghiệp bị thương thêm nữa, tôi sẽ đi gặp Hồng Á Phương. Chỉ là vào lúc này, Lộc Thâm Lâm từ ngoài cửa bước vào, anh ta rất đắc ý với Du Kinh Hồng, cục Hồng Tuấn các người đúng là theo chủ nghĩa hình thức, nói cái gì mà nhà họ triệu rất lợi hại, nhưng tôi bị mười mấy vệ sĩ vây quanh ở cổng nhà họ triệu, thế mà tôi vẫn chạy thoát được đấy. anh ta không vui nói, nhà họ chiếu theo như các người nói rất lợi hại, nhưng mà tôi thấy các người đang chảnh mảng nhiệm vụ của mình, đó là lý do tại sao lại xảy ra chuyện này. du kinh hồng và la tử đàn đều sửng sốt một chút, du kinh hồng tò mò hỏi, vừa rồi anh ở cửa nhà họ triệu sao? lộc thâm lâm rất tự đắc nói, đúng vậy, lúc đó tôi ở cửa nhà họ triệu, rất nhiều vệ sĩ của nhà họ triệu cũng không bắt được tôi cô cho rằng các người vẫn không phải quá yếu ớt sao. Một nhiệm vụ đơn giản mà lại bị các người làm thành thế này. Cả Du Kinh Hồng và La Tử Đàn đều hiểu tại sao La Tử Nghiệp lại trở nên như vậy, dù sao thì La Tử Nghiệp là một tay bắn tỉa rất giỏi, họ biết rằng nếu có nguy hiểm xảy ra, với khứu giác nhạy bén, La Tử Nghiệp tuyệt đối có thể loại bỏ mọi nguy hiểm và chạy trốn được. Và sở dĩ xảy ra chuyện bị bao vây trước cửa nhà họ triệu là vì anh ta đã vạch trần thân phận của mình để bảo vệ lộc thâm lâm, để lộc thâm lâm có thể an toàn rời khỏi cửa nhà họ triệu, là tử nghiệp đương nhiên đã dùng bản thân làm mồi nhử để câu dẫn mọi người về phía mình. Điều này tương đương với việc lấy mạng đổi mạng, nếu lúc đó là tử nghiệp rời đi trước, thì lộc thâm lâm nhất định sẽ bị vệ sĩ đuổi kịp. La tử đàn nắm chặt tay, đôi mắt đỏ rực như máu. Du Kinh Hồng nhìn vẻ mặt tự mãn của Lộc Thâm Lâm, cuối cùng tôi cũng biết tại sao nhiệm vụ của chúng tôi lại khó khăn như vậy. Tất cả là do anh, có anh ở bên, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn thành được. Lộc thâm lâm có chút khó hiểu nhìn Du Kinh Hồng, nhưng Du Kinh Hồng lại dửng dưng lấy ra khẩu súng lục, chỉ vào lộc thâm lâm. Đôi mắt của cô ta tràn đầy sát ý, không phải là hù dọa, mà là thật sự muốn giết lộc thâm lâm. Lộc thâm lâm kinh ngạc nhìn Du Kinh Hồng, không biết cô ta bị làm sao. Cô đang làm gì vậy? Cô có biết mình đang làm gì không? Tôi là người của Cục Thanh tra Quốc gia đấy. Lộc thâm lâm nhanh chóng gầm lên anh ta vô cùng lo sợ du kinh hồng sẽ thực sự giết anh ta vậy thì anh ta quá oan uổng rồi đương nhiên anh ở cửa nhà họ chịu an toàn bởi vì có người nhận hết nguy hiểm trên người anh đấy anh có thể trốn đi nhưng đồng đội của tôi trở nên như thế này là vì bảo vệ anh đấy tôi vẫn luôn tò mò một tay bắn tỉa giỏi như anh ấy mà lại bị bao vây loại chuyện này gần như là không thể du kinh hồng hít sâu một hơi rồi chĩa súng về phía lộc thâm lâm lộc thâm lâm rất kinh hãi đương nhiên lúc đó anh ta không biết la tử nghiệp đang ở trước cửa nhà họ triệu anh ta biết gần đó có người bắn tỉa nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng người bắn tỉa đó chính là la tử nghiệp anh ta nghĩ đó là một cao thủ do cục thanh tra quốc gia cử đến lúc này anh ta mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi du kinh hồng lạnh lùng nhìn lộc thâm lâm nhưng lộc thâm lâm nhanh chóng nói mặc kệ chuyện của tôi đi lúc đó tôi không biết la tử nghiệp đang ở gần đó và tôi cũng không biết la tử nghiệp sẽ cứu tôi Du Kinh Hồng hít sâu một hơi, nếu không phải vì hành vi ngu ngốc của anh, anh ấy làm sao lại thành ra thế này, tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại tới nơi đó nữa. Lộc Thâm Lâm nhìn ánh mắt ngày càng kiên định của Du Kinh Hồng, nhanh chóng nói, lần này là sai lầm của tôi, tôi biết hiện tại đội của cô thực sự không có nhiều người, bên cục Hồng Thuẫn cử người xuống cũng cần một chút thời gian, hiện tại tôi có thể cho cô mời viện trợ từ bên ngoài, Diệp Vô Phong lại có thể tiến vào cục Hồng Thuẫn, thế nào? du kinh hồng dửng dưng nhìn anh ta trong khi lộc thâm lâm lại vội vàng nói cô là người sẽ có tiếng nói cuối cùng trong mọi chuyện từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ đứng sang một bên và không nói gì cả cô thấy có ổn không la tử đàn lúc này thực sự rất tức giận cảm thấy lộc thâm lâm này đang làm một trò mặc cả để giao dịch với du kinh hồng vì để du kinh hồng tha cho anh ta một mạng nên anh ta đã đưa ra một điều kiện như vậy du kinh hồng chỉ thờ ơ nhìn lộc thâm lâm không ai biết lúc này cô ta đang nghĩ gì nhưng khẩu súng của cô ta vẫn được dơ lên hoàn toàn không có ý định đặt súng xuống nhưng ngay lúc này một bàn tay đã đè khẩu súng lục của cô ta xuống cô ta sững sờ một lúc ngay sau đó nhận ra bên cạnh mình còn có một người khác diệp vô phong cười nói như vậy không tốt sao đừng hành động theo cảm tính tôi biết vì chuyện của la tử nghiệp khiến cô rất tức giận và buồn bực nhưng nếu thật sự giết lộc thâm lâm thì việc bị trừng phạt sẽ không đơn giản đâu Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 750.